Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi sẽ có một cái loạt video về hướng dẫn mua tài sản đấu giá. Quý vị biết rồi, hiện tại thì để mà bán được cái tài sản bán đấu giá thì chúng ta bắt buộc phải có giá khởi điểm để làm một cái căn cứ công bằng nhất của cả người mua lẫn người bán. Cái anh mua tài sản thì anh nói rằng là tôi sợ lắm, tôi sợ mua cái giá cao. Còn cái anh bán tài sản thì anh nói rằng là tôi thì tôi cũng sợ chứ, giá thị trường như vậy nhưng mà do là tôi sợ bán giá. Thì cái việc mà bán qua cái hình thức bán đấu giá là một cái hình thức trung gian để cho các bên có thể gặp nhau trên cái tinh thần có một cái điểm chung, đó là cái giá khởi điểm. Thì trong cái loạt video này thì tôi đã giới thiệu cho quý vị và các bạn nghe về mức giá rồi, về cách hướng dẫn điền một cái đơn mua tài sản bán đấu giá. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn mua tài sản bán đấu giá như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng là ai cũng vậy, khi mà mình đặt bút, mình chuẩn bị một cái số tiền để mua tài sản thì bắt buộc mình phải xem đó tài sản đó là như thế nào. Có thể cái tài sản này là bất động sản, có thể tài sản này là bất động sản. Tuy nhiên người ta phải nói mà, gọi là phải chạm, phải sờ, phải nắm thì bắt đầu mình mới có thể quyết định được. Đây, quý vị phải xem cái tài sản đó là như thế nào. Thực tế thì có rất là nhiều cái câu chuyện là khi mà mua cái tài sản đó không có xem, khi mà đấu giá thầm thì lại cho rằng viện những cái lý do A, B, C, D gì đó, thì thật ra cũng rất là khó khăn, khó cả cho cái tổ chức bán đấu giá và khó cả cho cái người đấu giá. Thưa quý vị và các bạn, thì trong cái thông báo về việc bán đấu giá tài sản thì thông thường các cái doanh nghiệp bán đấu giá tài sản vẫn sử dụng cái thời gian nhất định. Vì có thể cái tài sản bán đấu giá đang ở ba, một trong ba trường hợp này. Thứ nhất là cái tài sản này là do người có tài sản trực tiếp trong kho bảo quản. Cái thứ hai nữa là tài sản này đang thuê người thứ ba trong kho bảo quản. Và cái tài sản này do cái tổ chức bán đấu giá trong kho bảo quản. Thì như vậy, thông thường để mà thuận tiện thì thông tin trên cái thông báo về việc bán đấu giá tài sản thì cái doanh nghiệp đó đã có ấn định cái số thời gian ngắn để xem tài sản bán đấu giá. Tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem từng cái trường hợp nha. Đây là cái trường hợp thứ nhất, đó là cái trường hợp là tài sản do người có tài sản trực tiếp trong kho bảo quản. Tôi ví dụ là bây giờ tôi đang chuẩn bị bán đấu giá một cái số tài sản của cá nhân, thì tài sản này có giá trị trên dưới là 1 tỷ đồng. Thì do là tài sản cá nhân và người có tài sản họ đã có cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và họ có giấy chứng nhận sở hữu nhà thì họ đang quản lý và để giữ ở nhà. Còn cái tài sản này thì nếu thuận mua vừa bán thì họ quyết thôi. Thông thường thì tôi vẫn thích cái trường hợp này để tránh trường hợp trong cái quá trình mình đi mình giao nhà khó khăn. Và tôi thì tôi vẫn xoáy trong cái trường hợp là tài sản do người có tài sản trực tiếp trong kho bảo quản. Mình trực tiếp trong kho bảo quản và khi cái người mà mua được cái tài sản cảm thấy yên tâm, tiền trao quý vị và các bạn. Còn cái trường hợp thứ hai là tài sản đang thuê người thứ ba trong kho bảo quản. Tôi ví dụ như thế này, hôm nay thì có một cái lô hàng hóa là gỗ thì bị tịch thu xử phạt vi phạm hành chính và sau đó đem ra bán đấu giá. Thì quý vị biết rồi, gỗ thì phải có quản lý, phải có thuê, thì phải thuê một cái
nơi để bà bảo vệ. Thì khi mà mình đo như vậy, ban đầu thì mình đo cái thước góc á, gỗ thí dụ như bây giờ tôi nói là gỗ gỗ cẩm lai, nhưng mà khi phát hiện thì khi mà đo ra thì nó là khi mua được tài sản thì nó là đổi tên cái loại gỗ khác, thì rõ ràng đây là một cái bài toán rất là khó. Chẳng hạn hôm nay tôi mua cái tài sản là rượu, rượu nhập lậu đó quý vị, bị xử phạt vi phạm hành chính. Thì khi xử phạt vi phạm hành chính thì hôm nay thì trong cái rượu đó thì mình sẽ đếm rượu là gì đó, tên số lượng là 500 chai, XO, Hennessy 500 chai hay Chivas. Hồi đó mua rượu Chivas là 18, Chivas 22. Số lượng là 1.000 chai. Tuy nhiên thì khi mà nhận cái tài sản là chỉ bán 18, như vậy thì mình sẽ không có thể được yên tâm về cái tính niêm phong. Cái trường hợp thứ ba, bây giờ cũng cái tài sản này cho thuê người thứ ba trong kho bảo quản. Tôi nhớ có một cái câu chuyện nó như thế này. Thì khi mà bắt cái lô yến đó quý vị, thì lúc đó đem trong là khoảng độ là 100 kg yến. Thì khi quá trình mà bắt đưa vào cho người thứ ba trong kho quản lý này, thì khi mà trong kho quản lý, trong quá trình mà bán được tài sản thì còn lại 98 kg. Gỡ niêm phong, còn lại như vậy, lỗi này ở anh chị. Thêm nữa nha quý vị và các bạn, đối với một số hàng hóa dễ vỡ thì đúng là khi mà người ta mình xem cái lô hàng, mình thấy cái lô hàng đó là như vậy, tuy nhiên nó là đồ dễ vỡ trong cái quá trình di chuyển. Mình xem thì mình xem chỉ có một số loại thôi, mình không xem hết toàn bộ, và trong cái quá trình vận chuyển thì đã bị vỡ. Như vậy thì trong trường hợp này thì doanh nghiệp hay người có tài sản sẽ chịu cái khoản này. Trường hợp thứ ba nữa là tài sản do cái tổ chức bán đấu giá trong kho bảo quản. Dễ thôi quý vị và các bạn, khi mua thường cái này rơi vào cái trung tâm bán đấu giá. Khi mà hành chính, cơ quan hành chính A muốn bán đấu giá tài sản thì họ muốn thanh lý như thế nào đó thì họ chuyển sang cái kho bãi này, thường là xe, phế liệu, những cái xử phạt vi phạm, những cái hàng hóa mà khi mà người ta bán thì buộc lòng anh phải có cái kho bãi để giữ, để bảo quản đến tại thời điểm bán đấu giá. Thưa quý vị và các bạn, trong ba cái trường hợp này tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn để xem quý vị và các bạn biết được thêm một chút xíu nữa về xem tài sản đấu giá. Thực ra thì tôi cũng có một số tài sản cá nhân có giấy tờ hợp pháp, cũng được các bên lấy một cái trung gian làm giả giá khởi điểm là cái cơ sở pháp lý để người mua và người bán gặp nhau. Thì nếu quý vị và các bạn có quan tâm thì chúng ta sẽ xem ở cái đường link ở phía dưới nhé. Quý vị theo xem cái tài sản bán đấu giá và tùy theo từng loại nhất, đó là cái tài sản do người có tài sản trực tiếp, quyền sử dụng đất này, chiếc xe này,
rồi những cái tài sản do tài sản bán ở ngân hàng. Cái thứ hai nữa là thuê người thứ ba, thì nãy tôi đã nói rồi, những cái lô hàng như là mổ, như là hàng thực thu, mỹ phẩm, hóa chất, quần áo, tất cả tập những loại này. Cái loại thứ ba nữa là tài sản do tổ chức bán đấu giá trong kho quản bảo quản, thì cái loại tài sản này thì thường là những cái kho phế liệu, cái gỗ, và trong cái quá trình mà giữa các cái cơ quan hành chính với nhau, họ họ mong mua bán đấu giá để đỡ cái tốn cái chi cái vận chuyển, để tốn đỡ tốn những cái chi phí gọi là bảo quản, lưu kho, lưu bãi. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn trong những cái video về hướng dẫn mua tài sản bán đấu giá thì còn có những cái khiếm khuyết. Tuy nhiên, mong muốn của cái chương trình Nhân Tâm Phải Biết Luật Tâm là tất cả mọi người dân đều biết luật về cả tất cả những cái lĩnh vực trong đời sống xã hội, như luật dân sự, luật hình sự, luật hôn nhân gia đình, và đặc biệt hơn nữa là luật đấu giá tài sản. Xin chào.